Chào mừng các bạn đến với ngày thứ 39 trong cuốn Sống theo đúng mục đích với chủ đề Quân bình đời sống của bạn. Hãy sống cuộc đời và ý thức trách nhiệm đúng mức. Đừng như những người không biết ý nghĩa của cuộc sống, nhưng như người nhận biết ý nghĩa cuộc đời. Ephesians đoạn 5 câu 11. Đừng để lỗi lầm của những người xấu dẫn anh em đến con đường sai lạc và làm anh em mất thế quân bình. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 17. Phước cho người quân bình, họ sẽ tồn tại lâu hơn mọi người. Một trong những bộ môn của Thế vận hội mùa hè là 5 môn phối hợp. Bộ môn này gồm có bắn súng ngắn, đấu kiếm, cưỡi ngựa, chạy và bơi lội. Mục tiêu của vận động viên 5 môn phối hợp là chiến thắng trong cả 5 môn, chứ không phải chỉ một hoặc hai môn nào đó. Đời sống bạn là một cuộc đua 5 môn phối hợp với 5 mục đích, là điều bạn phải giữ cho quân bình. Những mục đích này được các cơ đốc nhân trong công vụ 2 thực hiện, được Phao-lô giải thích trong Ephesos 4 và được Chúa Giê-xu làm gương trong răng 17. Nhưng chúng cũng được tóm tắt trong điều răn lớn và đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu. Hai câu này tóm tắt toàn bộ nội dung trong cuốn sách 5 mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời sống bạn. Thứ nhất, yêu Chúa với trọn cả tấm lòng. Bạn được tạo dựng vì niềm vui của Đức Chúa Trời, cho nên mục đích của bạn là yêu Ngài qua sự thờ phượng. Thứ hai, yêu người lân cận như chính mình. Bạn được tạo dựng để phục vụ, cho nên mục đích của bạn là bày tỏ tình yêu thương cho người khác qua sự phục vụ. Thứ ba, đi vào môn đồ hóa. Bạn được tạo dựng cho một sứ mệnh, cho nên mục đích của bạn là chia sẻ sứ điệp của Đức Chúa Trời thông qua truyền giáo. Thứ tư, làm phép báp tem cho họ. Bạn được tạo dựng cho gia đình của Đức Chúa Trời, cho nên mục đích của bạn là hòa nhập với hội thánh Ngài thông qua mối thông công. Thứ năm, dạy họ giữ mọi điều. Bạn được tạo dựng để trở nên giống như Đấng Christ, cho nên mục đích của bạn là trưởng thành thông qua công tác môn đệ hóa. Sự thần hiền lớn cho điều răn lớn và mạng lệnh lớn sẽ tạo nên một cơ đốc nhân cao cả. Giữ năm mục đích này sao cho quân bình với nhau là điều không dễ. Tất cả chúng ta có khuynh hướng quá nhấn mạnh mục đích nào mà chúng ta thấy thích nhất và lơ là đối với những mục đích còn lại. Các hội thánh cũng vậy. Nhưng bạn có thể giữ cho đời sống mình quân bình và đi đúng hướng bằng cách gia nhập một nhóm nhỏ chịu trách nhiệm với nhau. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe thuộc linh, ghi nhận tiến triển của cá nhân và chia sẻ những gì bạn học được cho người khác. Đây là 4 hoạt động quan trọng đối với một đời sống theo đúng mục đích. Nếu bạn nghiêm túc trong việc này, bạn cần phải phát triển những thói quen sau. Thứ nhất, tâm tình với một người đồng hành thuộc linh hoặc một nhóm nhỏ. Cách tốt nhất để ghi nhớ những nguyên tắc trong sách này là thảo luận chúng với những người khác trong mô hình nhóm nhỏ. Kinh Thánh chép: sắt mài nhọn sắt, cũng vậy người giúp người tiến bộ. Chúng ta học được nhiều điều trong bối cảnh cộng đồng. Tâm trí của chúng ta trở nên sắc bén hơn và lòng tin của mình sâu đậm hơn thông qua việc tâm tình. Tôi mạnh mẽ đề nghị bạn tập hợp một nhóm nhỏ theo những người bạn của mình lại và thành lập một nhóm đọc đời sống theo đúng mục đích để ôn lại các chương sách trong mỗi tuần. Hãy thảo luận về những bài học và áp dụng trong mỗi chương. Hãy hỏi, vậy thì sao? Và bây giờ thì làm gì? Điều này có ý nghĩa gì cho tôi, gia đình tôi và hội thánh của chúng ta? Tôi sẽ phải làm gì? Phao-lô nói, hãy thực hành điều mà anh em đã học. Trong phụ lục 1, tôi đã chuẩn bị các câu hỏi thảo luận cho nhóm nhỏ hoặc các trường Chúa Nhật. Nhóm nhỏ đọc sách sẽ đem lại nhiều lợi ích mà bản thân cuốn sách không làm được. Bạn có thể trao và nhận những góp ý về điều mà bạn đang học. Bạn có thể thảo luận những tấm gương trong đời thực. Bạn có thể cầu thay, khích lệ và hỗ trợ lẫn nhau để bắt đầu sống theo những mục đích này. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta cùng nhau lớn lên, chứ không phải lớn lên riêng lẻ. Kinh Thánh chép: vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Sau khi bạn cùng nhau đọc qua cuốn sách này, bạn có thể chuyển sang những tài liệu theo đúng mục đích khác dành riêng cho lớp học và các nhóm nhỏ theo xem ở phụ lục 2. Tôi khích lệ bạn đọc Kinh Thánh cách cá nhân. Tôi đã ghi chú hơn hàng ngàn câu Kinh Thánh được dùng trong sách này để giúp bạn nghiên cứu thêm trong văn mạch của chúng. Xin hãy đọc phụ lục 3 vì tôi sẽ giải thích lý do tôi dùng nhiều bản dịch và diễn ý. Do phải giới hạn độ dài và từng chương cho phù hợp để đọc mỗi ngày, nên tôi không thể giải thích cho những văn mạch mà các câu Kinh Thánh viết ra được.
Nhưng nghiên cứu Kinh Thánh thì phải nghiên cứu cả đoạn văn, chương và thậm chí cả sách. Cuốn Personal Bible Study Method của tôi có thể giúp bạn thêm về phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh. Thứ hai, hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng thuộc linh của bạn. Cách tốt nhất để quân bình năm mục đích trong cuộc sống là bạn tự đánh giá mình một cách định kỳ. Đức Chúa Trời đánh giá cao thói quen tự đánh giá. Ít nhất có 5 lần Kinh Thánh bảo chúng ta phải tự xét lại đời sống thuộc linh của mình. Kinh Thánh chép: hãy tự xét mình, xem đức tin của anh em có nền tảng vững vàng hay không. Đừng sống trôi dạt và coi thường mọi sự. Hãy đi khám nghiệm thường xuyên. Nếu trục trặc điều gì, hãy tính chuyện giải quyết. Để duy trì sức khỏe thực thể, bạn cần phải thường xuyên đến gặp bác sĩ. Người có thể thẩm định những dấu hiệu về sức khỏe, huyết áp, nhiệt độ, cân nặng, vân vân. Để kiểm tra sức khỏe thuộc linh, bạn cần phải thường xuyên xem lại 5 biểu hiện quan trọng, đó là sự thờ phượng, mối thông công, sự tăng trưởng về tâm tính, mục vụ và sứ mệnh. Jeremy khuyên, hãy xét kỹ nếp sống của chúng ta và sắp xếp lại đời sống trước mặt Chúa. Tại Hội Thánh Saddleback, chúng tôi phát triển một phương tiện tự đánh giá khá đơn giản đã giúp cho hàng ngàn người tập trung vào mục đích cho Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn có một bản ghi thì xin email cho tôi, xem ở phụ lục 2. Bạn có thể dùng công cụ này trong thời giờ tính nguyện và rồi thảo luận với nhóm nhỏ mà của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên về cách nó giúp cho bạn quân bình được cuộc sống của mình và luôn khỏe mạnh và tăng trưởng. Phaolô khuyên, ý tưởng đầy nhiệt tâm ban đầu của anh em cần được thể hiện bằng hành động thực tế bây giờ. Thứ ba, hãy ghi lại tiến triển của bạn trong sổ riêng. Cách tốt nhất để củng cố tiến trình làm theo những mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn là giữ cho mình một cuốn sổ tay thuộc linh. Đây không phải là một nhật ký ghi lại chuyện hàng ngày, bèn là sổ ghi những bài học trong cuộc sống mà bạn không muốn quên đi, Kinh Thánh nói. Vậy nên chúng ta càng giữ vững lấy điều gì mình đã nghe, e bảo bị trôi lạc chăng. Chúng ta nhớ những gì mình ghi lại. Việc ghi chép làm rõ điều Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời bạn. Dawson Chapman thường nói, những ý tưởng tự gỡ rối cho chúng khi đi qua ngón tay của bạn. Kinh Thánh có nhiều chỗ chép rằng Đức Chúa Trời bảo dân sự phải ghi nhận cuộc sống thuộc linh hàng ngày. Kinh Thánh chép, Môi-se vâng mạng Đức Chúa Trời chép lại hành trình của dân chúng. Bạn không vui khi Môi-se vâng lời Đức Chúa Trời và ghi lại hành trình tâm linh của Israel sao? Nếu ông lười biếng, chắc chúng ta chẳng học được những bài học quý giá từ hành trình rời Ai Cập. Dù việc ghi lại linh trình của bạn không được người ta xem nhiều như của Môi-se, nhưng nó vẫn quan trọng. Bản New International Version chép rằng Môi-se ghi lại những chặng đường trong hành trình của họ. Đời sống bạn là một hành trình, và đã là một hành trình thì đáng được ghi nhận. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ viết về những chặng đường trong linh trình của mình. Đừng chỉ viết về những điều vui thỏa không thôi, như David đã làm. Hãy ghi lại những nghi ngờ, sợ hãi và những khắc khoải với Đức Chúa Trời. Những bài học lớn nhất của chúng ta đến từ sự đau thương, và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời cất những giọt nước mắt của chúng ta. Bất cứ khi nào nan đề xuất hiện, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời dùng chúng để làm trọn năm mục đích trong đời sống bạn. Đó là cách Ngài khiến bạn chú tâm vào Ngài, đưa bạn đến gần người khác hơn trong mối thông công, xây dựng nhân cách giống đấng Christ, tạo cơ hội để phục vụ và để lại cho bạn một bài làm chứng. Trong cơn đau thương của mình, một nhà thánh thi đã viết: hãy ghi chép điều này cho thế hệ mai sau, một dân sẽ được tạo nên, sẽ ca ngợi Chúa. Bạn mắc nợ các thế hệ sau điều này. Giữ lại lời làm chứng về cách Đức Chúa Trời đã giúp bạn làm trọn những mục đích của Ngài trên đất. Đó là những lời chứng sẽ còn được nhắc đến nhiều lần sau khi bạn lên thiên đàng. Điều thứ tư, hãy chia sẻ những gì bạn biết cho người khác. Nếu bạn muốn tiếp tục lớn lên, cách tốt nhất để học hỏi thêm là chia sẻ những gì bạn đã học được. Châm ngôn nói với chúng ta rằng, ai làm phước cho người khác sẽ được phước một cách dồi dào, ai giúp đỡ người khác sẽ được giúp lại. Ai chia sẻ những bài học của mình thì sẽ được nhận thêm từ nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ thì bạn đã hiểu mục đích của cuộc sống và trách nhiệm của bạn là đem sứ điệp này đến với những người khác. Đức Chúa Trời kêu gọi bạn làm sứ giả của Ngài. Phaolô nói, những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Qua cuốn sách này, tôi đã chia sẻ lại cho bạn những gì người khác đã dạy tôi về mục đích của cuộc sống. Bây giờ đến lượt bạn làm điều đó.
Có lẽ bạn biết hàng trăm người chưa biết về mục đích của cuộc sống. Hãy chia sẻ những lẽ thật này với con cái, bạn bè, hàng xóm và những đồng nghiệp của bạn. Nếu bạn tặng cuốn sách này cho một người bạn, hãy ghi thêm ít lời đề tặng vào. Bạn càng biết nhiều thì Chúa càng mong muốn bạn sử dụng những hiểu biết đó để giúp đỡ những người khác. Gia-cơ nói, cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Tri thức gia tăng trách nhiệm, nhưng chia sẻ về mục đích của cuộc sống không phải là một bổn phận. Nó là một trong những đặc ân lớn nhất của cuộc sống. Hãy tưởng tượng xem thế giới này sẽ thay đổi ra sao nếu mọi người đều biết mục đích của mình. Phaolô nói, con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con trở nên kẻ giúp việc nghe lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lý do chúng ta chia sẻ điều mình biết đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự phát triển của vương quốc Ngài. Đêm trước khi bị đóng đinh, Chúa Giêsu đã nói với Cha, con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện những lời này, Ngài chưa chết vì tội lỗi của chúng ta, cho nên công việc mà Ngài đã làm cho xong đó là gì? Trong trường hợp này, Ngài đang đề cập đến một điều gì đó khác hơn là sự chuộc tội. Câu trả lời nằm trong lời Ngài nói 27 câu sau lời cầu nguyện đó. Chúa Giêsu nói với Đức Chúa Cha về những gì Ngài đã làm trong 3 năm qua, chuẩn bị các môn đồ Ngài để sống vì mục đích của Đức Chúa Trời. Ngài đã giúp họ nhận biết Chúa và yêu Chúa qua sự thờ phượng, dạy họ yêu thương lẫn nhau qua thông công, ban cho họ lời để họ có thể trưởng thành, môn đồ hóa, bày tỏ cách họ phục vụ, mục vụ và sai họ đi nói với những người khác là sứ mệnh. Chúa Giêsu đã làm gương về một đời sống theo đúng mục đích và Ngài dạy những người khác cách sống nữa. Đó là công việc đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ngày nay Chúa kêu gọi mỗi chúng ta làm cùng một việc đó. Ngài không chỉ muốn chúng ta sống theo những mục đích của Ngài, mà Ngài cũng muốn chúng ta giúp đỡ những người khác sống như vậy nữa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta giới thiệu Đấng Christ cho mọi người, đem họ trở về với mối thông công với Ngài và giúp họ trưởng thành và tìm được vị trí của họ trong mục vụ. Đồng thời sai họ đi ra để tiếp cận những người khác nữa. Đây là toàn bộ nội dung đời sống theo đúng mục đích. Dù bạn ở lứa tuổi nào thì chọn phần còn lại của cuộc đời bạn cũng có thể trở thành khoảng thời gian tốt đẹp nhất và bạn có thể bắt đầu sống theo đúng mục đích ngay hôm nay. Tổng kết ngày thứ 39, suy nghĩ về mục đích của tôi. Điểm để nhớ: phước cho người nào quân bình. Câu để thuộc: hãy sống cuộc đời với ý thức trách nhiệm đúng mức. Đừng như những người không biết ý nghĩa cuộc sống, nhưng như người nhận biết ý nghĩa cuộc đời. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15. Vấn đề để suy ngẫm: tôi sẽ bắt đầu thực hiện một trong 4 hoạt động nào để giữ quân bình, làm mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống mình.